Rồi trong clip này chúng ta sẽ nói về cái việc mà cắt file audio trực tiếp trên PowerPoint. Giả sử chúng ta không có cài được cái Audacity lên máy tính thì chúng ta vẫn cắt file âm thanh được trực tiếp trên PowerPoint và áp dụng cho Microsoft Word hay là PowerPoint 2010, 13, 16 và 19 hoặc 365. Thì để chèn file âm thanh vào PowerPoint chúng ta có hai cách. Cách cơ bản nhất là nhấn chữ Insert trên cái menu ha. Rồi chúng ta tìm tới cái biểu tượng audio ở góc phải trên, góc góc phải trên nó gần audio video đó. Click trái vào và chúng ta chọn cái file On My PC. Lúc này thì cửa sổ hiện ra và chúng ta lấy cái file âm thanh, cái file mà chúng ta dạy trong lớp đó, chúng ta chèn xuống. Giả sử chúng ta không có công cụ để cắt, chúng ta chọn Insert. Thì cái file âm thanh nó nằm đâu đó trên cái slide này, mình di chuyển cho nó phù hợp. Và chúng ta thấy cái menu playback nó hiện lên, click vào đây thì mình mặc định mình chọn cái chỗ start nè, bắt đầu phát. Mình phải chọn là chọn cái chức năng là when click on, chỉ phát khi được mà click chuột vào, để nếu không hai cái chức năng khác á, automatic là mở slide là nó tự động nó phát, hoặc là in click sequence là khi chúng ta mới mở một mình chèn một hai cái mình click chuột trong cái slide này tự nhiên nó hát, như vậy thì không ổn, cho nên mình phải chọn là when click on và chúng ta nghe thử. Track 3, Unit 1A. Và chúng ta không muốn bắt đầu cái phần giới thiệu của cái audio này được phát trong cái file PowerPoint thì chúng ta cắt nó lại như sau. Các bạn click vào cái file audio này ha. Và chúng ta nhìn lên cái chỗ mà playback nè. Playback được bật lên và chúng ta nhìn chỗ phía trên chút xíu này có một cái chỗ là stream audio. Stream audio tức là cắt audio. Chúng ta click trái vào đây. Đó. Lúc này thì cái file audio nó hiện lên nè, ha. Mình kéo nó về đầu cái mình kéo cái file audio này về đầu cái phần đầu của cái file mình nghe thử. Track 3, Unit 1A. Hello. Và mình coi cái thời gian tới đoạn nào mình muốn cắt thì chúng ta canh thời gian phần giới thiệu tới đây nha. Thì chúng ta lưu ý cho thời gian chỗ này và mình nghe. Hello, what is your name? Đó. Còn mà chúng ta muốn cắt như vậy chúng ta sẽ canh cái thời gian cái đoạn nào mình nghe được mình canh I'm cắt. also a teacher. Are you both from the uni? Thì ví dụ như tôi muốn lấy cái đoạn này thôi, cái đoạn giữa từ đầu tới giờ này thôi, và tôi nghe kỹ cái phần giới thiệu xong tôi cắt bỏ phần giới thiệu, tôi làm như thế nào? Track 3, Unit 1A. Rồi, phần giới thiệu tới đây em tôi kéo phần này xuống tới phần giới thiệu. Đó. Là cái thằng phía sau cái màu xanh này nó sẽ bị mất đi. Và cái file audio chỉ bắt đầu từ đây. Hello, Đó. what is your... Rồi bây giờ tôi muốn nghe tới đoạn giữa này nè, tôi bỏ phần phía sau tôi nghe tới phần giữa thôi. She's a teacher. I'm also a teacher. À, tôi muốn tới đây tôi em also a teacher thì tôi bắt đầu tôi kéo cái phần phía sau lên. Đó. Như vậy là bỏ khúc đầu, bỏ khúc đuôi, chỉ còn khúc giữa. Chỉ cần nhấn nút OK. Thì lúc này cái file audio này đã bị cắt gọt phần đầu và phần sau. Bây giờ mở lên nó chỉ có khúc khúc này mình chọn thôi. Hello, what is your name? My name's Mike Burney. Are you married? Yes, I am. My wife's name is Sally. She isn't here today. What's her job? She's a teacher. I'm also a teacher. Đó, thì đây là cái cách mà mình nghe sao nó cắt chưa đúng thì mình check lại ha. Nó bị dư câu phía sau đó, cái mình chỉnh lại. Mình kéo này vô một chút để nó đừng có câu thừa ở đây và mình nghe lại cái đoạn này. She's a teacher. I'm also a teacher. Rồi tới đó thôi, nãy nó bị dư một từ bên kia. Rồi mình có thể chỉnh lại như thế này, sau đó chúng ta chọn OK. Là cái file nó không có bị mất đi hoàn toàn mà nó chỉ hiển thị cái nội dung này chúng ta cần nghe thôi. Mấy cái phần mà chúng ta gọi là cắt đó nó ẩn đi và nó không có phát được khi chúng ta trình chiếu cái PowerPoint. Hello, what is your name? My name's Mike Burney. Are you married? Yes, I am. My wife's name is Sally. She isn't here today. What's her job?
She's a teacher. I'm also a teacher. Đó, tới đây thôi, mình cắt kịp nên đúng như ý của mình, chúng ta dừng lại. Giờ chúng ta sang cái phần video. Video thì chúng ta cũng có thể làm tương tự như vậy, nhưng mà nó không có khả thi cho lắm nha. Mình chọn chữ video format. Nó reset design, nó không có cho chúng ta cắt video nha các bạn. Playback ở đây nó cũng không cho có cắt video này tương tự như vậy. Đối với video nó cũng có cho cái cắt bớt. Ví dụ như là sáng tối qua chúng ta làm cái clip này mà nó dư mấy cái câu tựa phim đấy ha. Video chúng ta cũng cắt hơi như vậy, nhưng không phải cái video nào cũng cắt được, có cái được cái không. Chúng ta click vào cái video thì chúng ta chọn playback ở trên này. Sau đó chúng ta đi tới cái phần chỗ là stream video. Chúng ta click trái vào đây. Chỉ cắt gọt lại video trường hợp mà chúng ta quay lại trên YouTube mà nó còn dư một vài câu á, thì chúng ta chỉnh nha. Tại sáng tôi bị dư chỗ này nè, nó bị tới cái chỗ mà cái tựa phim á. Đó, bộ phim vậy đó, mình kéo lên chút mình bỏ. Đó, tới đây thôi. Bây giờ các bạn muốn làm từ đầu nè, các bạn bắt đầu giờ bắt đầu muốn xuất phát từ đây thôi, thì mình cọ bắt đầu mình kéo vô nha. Đó, nó bắt đầu từ đây thôi. Đó, tức là đối với video thì mình kéo mình sẽ thấy được cái nó chạy tới cái chỗ nào thì mình dừng lại chỗ đó. Nếu chúng ta muốn bắt đầu ngay từ chỗ này đây thì cái tao biểu tượng sao này chút tới đây thôi. Đó, bắt đầu từ đây thì mình dừng lại đây ha. Rồi phía sau này chúng ta cứ kéo lên, chúng ta kéo lên cái đoạn nào chúng ta muốn thì dừng lại. Và chúng ta nghe thử coi nó ổn hay không, thanh nào ổn hay không. Oh sorry, tôi nhấn cái nút ok rồi, chúng ta coi lại, mình kiểm tra coi nó ổn hay không trước khi mình nhấn nút ok. Đó, tới đây thôi. Như vậy nó không nghe cái chữ gọi là tựa phim nữa. Như vậy sau khi mình cắt cái đầu cắt cái đuôi thì chúng ta nhấn cái nút ok thì cái video sẽ được lưu lại trên cái slide PowerPoint của mình và nó sẽ cắt gọn lại. Phần kia nó không mất đi, nó chỉ chìm thế thôi. Và khi mình mở lại, thay vì lúc đầu mình quay trên cái file video trên YouTube á, mình quay 2 phút, nhưng khi mình trình chiếu lên, mình muốn chiếu lại có 1 phút 30 giây thôi. Và chúng ta làm lại dùng Fastone Capture cắt lại cũng được, hoặc là cắt lại cách này cũng được, nó vẫn nhanh hơn. Đó. Đó, tới đây thôi, nó bỏ đi cái câu là bộ phim gì đó. Thì đây là cách mà chúng ta cắt bớt cái phần âm thanh hay là hình ảnh cái video đã chèn lên file PowerPoint. Thì clip hướng dẫn sẽ dừng lại ở đây.